Lúc nãy niên kinh nhà chia tí mật trầy, môn trầy chùm niên khách cầm phung chân năng, bàn ông phía vừa níu ai bỏ chi bỏ rọt đài là rùa nâu tam bằng đòi đòn sân krang phùn lấy, xôm thua cả prong bỏ giặt cấp bước, bố ai nâng miên tức chùm nốn, khốn nông rời dạ phê bí bạch ngay càng mục nì. Rít thì nông bình, ní bà dông tờ tam ca chốt sai rõ bọc môn tí thun thiên tức năng ủ tốt nì dông khách cầm phung chân năng, nâu thang ngay tí bay khai cảnh nhà chân năm bí bọn mà phây. Bạn chân sẽ ở đây chung đầm nâng đầy phí sự thân hợp hiếp chùm nôn kháng lớ này tấn đoàn kháng quân lầy. Dùng tờ tam cạp chi có lớ sự thân hợp hiếp ạc cả thật thiết rồi bỏ cửa xuống thôn thiên tật nâng ô tốt nhị dùng. Môn tì thôn thiên tật nâng ô tốt nhị dùng khách cầm phong chân nắng tay tờ miên cạp phong bỏ giáp nâng tam đàn rõ sự hiếp cá ạc cả thật thiết đài ai cát miền hiếp riêng ngút nâng tật chùm nôn nông đàn đầy khách cầm phong chân nắng. ការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនផ្នែកខាងលើធ្វើឲ្យអាងទឹកអន្លង់ជ្រៃមានពិន្ទុកើនឡើងដល់កម្រិតទ្វារទឹកអូតូម៉ាទិកបានបើកឡើងដើម្បីដោះទឹកចេញពីអាងតាមស្ថានភាពខាងលើនេះដងស្ទឹងក្រាំងពន្លៃអាចនឹងមានទឹកជំនន់រយៈពេល 2 ដូចដែលបានជម្រាបខាងលើសូមអាជ្ញាធរដែនដីជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងក្រាំងពន្លៃសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលកើតឡើងដោយយថាហេតុ